Làm dược sĩ thì anh phải có trách nhiệm đến sức khỏe, đến lợi người bệnh. Ngựa lại người bệnh thì anh phải có niềm tin vào dược sĩ, bác sĩ, nhưng đây là dược sĩ. Nhấn mạnh sự ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên, chứ không có ký nha. Đấy. Về những điều còn lại thì tôi thấy nó cũng đa ná, cho nên cũng không có thảo luận gì nhiều. Ví dụ, phấn đấu vì sự tốt đẹp cho mỗi người bệnh bằng cách tận tình, yêu thương, tin cậy, thì Việt Nam mình có chỗ đặt lợi ích và sức khỏe người bệnh lên trên hết, tôn trọng bảo vệ quyền người bệnh và những cái biết bao người bệnh, thì cái đó nó rõ rồi, đó là. Thì cho nên ta không bằng làm gì. Điều 3 của Mỹ là vụ gì? Tôn trọng quyền tự chủ. Thì chỗ này các bạn lưu ý nha. Ở Việt Nam mình đó là đặt lợi ích, ở Singapore cũng đặt lợi ích, nhưng chữ tự chủ nó khác à, là nó nhấn cái quyền quyết định của người bệnh, thì do mấy bài sau chúng ta chưa học tới. Nó nhấn cái quyền quyết định trong quá trình điều trị, chứ không phải, các bạn nhớ cái bài số 2 tôi nói với chị, đôi khi chúng ta có sự nhầm lẫn, chúng ta tưởng ta là người có quyền, nhưng xin nhớ rằng người bệnh mới người quyết định. Và Mỹ nó là cái xứ tự do cá nhân, cho nên nó nhấn cái ý này, làm gì làm, nhớ người bệnh là người quyết định. Cho nên xin nói với mấy chị, học bác sĩ ở Việt Nam là sướng nhất. Anh mới rờ được bệnh nhân qua Pháp và qua Mỹ, sinh viên mình còn lâu mới vô đó mà rờ, đúng không? Thưa chứ ở đó, Việt Nam mình vô rờ uống nắng tá lả rồi nó phải đâu, anh đồng ý chứ không? Bác sĩ nào đấy nó phải đề nghị thì nó trị, chứ phải ai cũng nhào vô mà rờ uống nắng như Việt Nam mình. Thật ra cái chữ tự chủ ở đây là nó cũng nhấn nha. Thì thật ra ở Việt Nam hay có Việt đều trong những cái điều nói tự chủ hết, nhưng mà nó không có nhấn. Đôi khi làm cho người ta quên thì nó nhấn, người ta đừng quên. Rồi số 3, số 4 thì bình thường rồi. Số 4 là gì ha? Cho cộng đồng, cho xã hội. Như vậy không phải cho người bệnh không, mà cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Thì cái này ở Việt Nam mình có nhấn cái chỗ này, tham gia cộng đồng xã hội, còn Singapore thì đến tích nói cái điều này. Đó là Singapore nói đến cộng đồng thì thấy đích nói, nhưng ở Việt Nam thì rất nhấn. Rồi tôn trọng đồng nghiệp, cái số 6 là tôn trọng đồng nghiệp, thì cái đó ai cũng có nói đó, tôi sơn màu vàng giống nhau. Rồi hành động một cách trung thực, liêm chính, thì bên mình là chỗ cái phẩm chất, bên Việt Nam mình là nó nằm ở cái chỗ phẩm chất. Rồi duy trì năng lực, cái học tập lên vậy đó. Riêng cái số 8 thì nó không nằm chỗ nào hết. Thế thì như vậy qua thảo luận cái này thì rõ ràng tôi nói hào, các bạn không nhớ. Nhưng mà qua cái sáng giờ thì tôi nghĩ ít nhất các bạn nhớ được cái chuyện đặt lợi ích tự nhiên lên trên hết thì xứ nào cũng có hết. Đó mà, nhưng mà Việt Nam mình nó nói chung chung quá. Về đất Singapore nói rõ, thì các bạn đọc kỹ với điều Singapore. Vì không bán cái gì có lợi, khi đã không bán cái gì mà thấy có hại, là vì có lợi mà phải chi tiết quá, cái chỗ đặt lợi ích chi tiết quá ra nhiều. Đó. Nhưng mà cái điều mà tôi nghĩ mình rút ra được, thì các bạn nhớ hoài mấy điều Singapore nó nói mà Việt Nam mình không nói. Thứ nhất, vấn đề đồng nghiệp rõ ràng, không có mơ, không có chung. Thứ hai, đối với trách nhiệm bản thân cá nhân mình đối với người bệnh, nó rõ. Đó, nó rõ. Đấy, thì tôi thấy cái điểm đó là mấy cái ý mới. Trách nhiệm với cá nhân của mình khi mình bị bệnh, mình không hoàn thành, nó nói rõ lắm. Và đó là cái điều mới. Còn tôn đồng nghiệp thì nó chi tiết quá nè. Trong đó bao gồm cả thế hệ trẻ, cũng nói rõ. Còn cái nhà thuốc từ xa thì đó là đặc biệt của nước ngoài, Việt Nam mình không biết chuyện nào có.
Thì tôi kết thúc cái bài này, thì bài này thì tôi sẽ nhắc lại là sinh đi trong 3% câu khó khăn nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở về cái bài số 3, cái gì bài này ngắn thôi. Ra xã hội thì tranh chấp đủ thứ chuyện đó,
rồi ô nhiễm môi trường, rồi ồn ào, rồi tệ nạn xã hội, thì không thể nói rằng người dân đâu có hạnh phúc. Như vậy, đi thi tôi hỏi lấy những người đại trách nghiệp thì hỏi như thế nào? Làm chính phủ, qua định nghĩa này, chính phủ phải làm cái gì? Rõ ràng không phải chỉ là bệnh viện, mà phải giải quyết đời sống văn hóa tinh thần của người dân và môi trường xã hội. Đấy, như vậy nó mới giải quyết một sức khỏe được toàn diện. Phải không ạ? Do đó chúng ta mới thấy bây giờ thành phố Hồ Chí Minh thì đưa ra cái câu là gì đó, xã hội một thành phố văn minh sạch đẹp nghĩa tình đó, là còn Đà Nẵng là một thành phố đáng sống, ví dụ đó. Đây xin các bạn lưu ý ba ý nha. Vậy từ đây về sau đó sức khỏe là ba ý nha. Thành ra nếu mình không bệnh nhưng mà về nhà các bạn chán, các bạn không muốn đi về nhà thì không thể gọi là hạnh phúc, đúng không? Về nhà không thấy nó là mấy ấm gì hết, mà về nhà nó một cái sự khủng hoảng, về nhà gây gỗ vợ chồng có một phút thì không có được, đúng không ạ? Đó là cái định nghĩa nhất, là ba ý. Cái thứ hai á, là tôi gạch đích sức khỏe là quyền cơ bản của con người. Như vậy chúng ta nhớ lại trong cái tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ, đó là công bằng tự do, không ai nói sức khỏe, nhưng về mặt y tế thì người ta nhấn thêm cái ý sức khỏe là quyền cơ bản của con người. Khi đó con người sẽ hiểu rằng trên thế giới này con người sinh ra là được quyền hưởng thụ một sức khỏe, được quyền chăm sóc sức khỏe. Đấy, chứ không có da trắng da đen vậy đâu, nhớ nha. Đây là trên bình diện thế giới. Còn đương nhiên về mỗi quốc gia thì chính phủ mới chăm lo. Thì đối với quốc gia thì chăm lo thì ta không có gì ngạc nhiên hết. Chính phủ phải lo thì nha. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ là chính phủ phải lo theo kiểu ban ơn, đúng không? Ở đây là quyền nha. Thì đó là cái điều mà lưu ý. Và WHO nó đưa ra là sức khỏe là mục tiêu xã hội toàn cầu quan trọng nhất. Như vậy giải quyết, nhưng trong đó giải quyết đề mục tiêu sức khỏe cho toàn cầu. Vì cái định nghĩa số 1 đó có nhiều câu để hỏi, có nhiều vấn đề để hỏi. Về số 2 là nêu lên cái sự bất bình đẳng về mặt y tế. Chuyện này thì thôi, rõ rồi, không nói gì thêm. Không có thêm nữa hả? Việt Nam mình mấy mươi năm rồi khá, nhưng các bạn nhìn lại đi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cũng còn bất cập lắm, đúng không ạ? Huống hồ gì qua cái vùng châu Phi thì thôi khỏi nói rồi. Ở đây chúng ta nói được điều gì thế nhé. Nhưng mà ngay trong nước mình, các bạn về làm lãnh đạo một huyện, mình xem lại coi cái sự hưởng thụ sức khỏe đó có bình đẳng chưa? Chưa. Số 3, ở câu này các bạn nhìn thì nó có hai ý. Đầu tiên là phải giải quyết được kinh tế. Có kinh tế tốt, tức là phía trên thì mới có được sức khỏe. Kinh tế tốt mới lo sức khỏe của người dân. Nhưng ngược lại, cái từ cái ý dưới trừ tốt của sơn sơn thì sức khỏe tốt để phát triển kinh tế xã hội. Như vậy hai cái này nếu nói theo triết gọi là biện chứng: kinh tế, sức khỏe, kinh tế. Do đó đất nước chúng ta nếu kinh tế còn kém thì ta cũng phải đòi hỏi chi cho sức khỏe tốt được, cái kinh tế đang yếu được. Phải không ạ? Một cái dân tộc bệnh hoạn quá thì không thể lo cho kinh tế được. Vì vậy thì vấn đề bảo vệ người dân là thiếu yếu thì này rõ rồi. Người dân có quyền tham gia về nghĩa vụ đó thì tôi cái này cũng rõ rồi. Này tôi không có nói gì thêm. Nhưng trong cái này thì các bạn lưu ý cho tôi cái dòng số 5 phía dưới.
tuyên bố anh ta mà đưa ra một mục tiêu mà thôi xương đồ đỏ phía dưới á, đến năm 2000, như vậy có nghĩa là lấy mốc năm 78 đến năm 2000 là 2000 là 22 năm. Nhưng bây giờ cộng thêm 20 năm nữa là 42 năm, các bạn xem cái mục tiêu này đạt được chưa? Đó là gì? Tất cả dân tộc trên thế giới sẽ đạt được mức độ sức khỏe cho phép họ hướng tới cuộc sống hữu ích về mặt xã hội và kinh tế. Tôi gạch đích chữ hữu ích. Như vậy, trước hết tôi nói chữ hữu ích trước. Một người mà có sức khỏe để trở thành một người hữu ích cho xã hội, có nghĩa nói ngược lại là một cái người đừng ăn bám xã hội, ăn bám gia đình. Một cái người bệnh tật nằm ở đó thì rõ ràng cả gia đình phải chăm sóc anh, rồi vấn đề kinh tế anh không có giúp ích được gì hết, vậy thì không hữu ích. Như vậy thì ngược lại không, một cái người có bệnh mà không làm được cái gì thì tức là không hữu ích. Còn hữu ích có nghĩa là anh lao động được. Và lao động ở đây xin các bạn hiểu một cái rộng rãi là gì? Một là anh lao động đem về thu nhập, đóng góp cho xã hội và đem về được. Nhưng người phụ nữ ở nhà người ta không làm ra tiền, nhưng đó là phân công lao động. Tôi nhà nuôi giữ con, giữ gia đình để ông chồng đi làm tiền, thì đó cũng là một lao động hữu ích. Chứ không phải chỉ nói tiền không. Vì vậy chứ hữu ích ở đây là về mặt xã hội và kinh tế. Vậy thì đến năm 2000, tất cả người dân phải có cuộc sống hữu ích, có đủ sức khỏe để họ trở thành cuộc sống hữu ích. Thì các bạn nhắm coi mục tiêu này ta đạt được chưa? Việt Nam mình thì được, nhưng rõ ràng cả cái vùng châu Phi là không đạt được, phải không? Vùng Trung Đông là không đạt được. Việt Nam mình thì cơ bản là đạt được, cơ bản thôi, chứ về chuyện nhỏ nhỏ không có. Vậy thì đó là cái mục tiêu nhé. Và các bạn thấy rằng đến nay là 42 năm rồi, có đạt được đâu. Dạ, các bạn lưu ý nói dòng do để dẫn đến các người đến đây. Chăm sóc sức khỏe ban đầu là chìa khóa để giải quyết mục tiêu này. Như vậy các bạn nhớ lại tuyên bố anh Mata là tuyên bố về sức khỏe ban đầu. Và tôi nói dòng do tam quốc cái này để trở về sức khỏe ban đầu mà Việt Nam mình gọi là y tế cơ sở, sức khỏe ban đầu. Thì Việt Nam mình dùng chăm sóc ban đầu hoặc là dùng y tế cơ sở, phải không? Như vậy học cái này thì có hiểu tại sao nhà nước mình đặt nặng về chăm sóc ban đầu, đặt nặng về y tế cơ sở. Để giải quyết sức khỏe dân thì anh phải chăm sóc nơi ban đầu. Chúng ta sẽ chứng minh điều đó. Cái thứ hai, cho nơi ban đầu thể hiện tinh thần công bằng xã hội. Mấy câu này mấy năm rồi tôi cho câu hỏi ngắn là chết hết. Học biết cách nấu. Bây giờ thì nếu tôi để cái trách nhiệm thì tôi là anh đỡ. Thật ra tôi mới nói là học biết nấu tiếng Việt. Tôi sẽ hỏi vậy là giải thích vì sao nơi ban đầu thể hiện công bằng. Giải thích tại sao là chìa khóa. Thì chìa khóa chúng ta qua cái định nghĩa này. Thứ nhất, cho bắt đầu là chăm sóc y tế thiết yếu thôi nha. Những cái thiết yếu với cộng đồng thôi, chứ những cái mà nó gọi là những bệnh tật thời trang cuộc sống á, ví dụ như là béo phì rồi mỡ máu gì đó thì nó giải quyết. Nhưng mà giải quyết sao? Những cái gì đó đông người thiết yếu cộng đồng, đấy thì các bạn lưu ý cho tôi chưa? Bệnh thiết yếu, thứ hai là cộng đồng, rồi đó là một ý gần dân, gần dân. Như vậy định nghĩa cái vai trò gì là chăm sóc những y tế thiết yếu cho số đông người dân, cho cộng đồng, cho gần dân. Đấy thì cho các bạn lưu ý các bạn. Còn cái chuyện đi về tỉnh thì đó là chuyên sâu rồi, phải không ạ? Đó là cái ý thứ nhất. Mấy năm rồi tôi hỏi định nghĩa thì bạn phải nói là y tế thiết yếu, tức là những cái mà số đông người dân nếu không có kịp thời thì chết. Ví dụ như phụ nữ sinh đẻ mà đợi tới lên cấp trên thì nhiều khi ta chết. Đó là anh phải giải quyết. Tiêu chảy anh phải giải quyết. Xong nhiều khi chuyện nó nhỏ trở thành nặng.
ta đi làm đồng nó chảy máu vô nó giải quyết được cái chuyện đó. Thiên nhiên rồi nhá. Còn cái chuyện ung thư mỡ máu viêm gan đó thì đi lên thành phố thì nó chuyên sâu rồi, và đó là số ít, tôi cũng lo số đông nha. Thứ nhất là các bạn phải lưu ý cho tôi là thiết yếu, thứ hai là phải số đông, thứ ba là phải gần dân, gần cộng đồng, gần cái làm gì đó là cái định nghĩa. Về đặc điểm á, thì ở phía trên các bạn lưu ý, thứ nhất xứ ban đầu là trung tâm của hệ thống y tế, tôi gạch cái chữ trung tâm hệ thống y tế, trung tâm trong hệ thống y tế, và đương nhiên nó y tế nói chung phải gắn liền với kinh tế và xã hội. Thì dưới trung tâm tôi xin giải thích, khi các bạn trung tâm các bạn hiểu là nó nằm ngay giữa mọi cái nó xoắn quanh, thì đó là trung tâm, tức là nó nằm ngay giữa. Trong suốt quá trình phát triển thì nó nằm ngay giữa cái khác, cái y tế khác là xoắn thế này. Giờ tôi lấy ví dụ cho các bạn, trong 4 năm học của các bạn, việc học là nhiệm vụ trung tâm, như vậy nằm ngay giữa. Còn cái chuyện anh đi làm thêm rồi chuyện gì đó thì anh xây quanh trung tâm, anh cứ làm đúng vậy được đó. Như trong giai đoạn học các bạn thì việc học là vừa trung tâm, còn việc kinh tế tạm thời lùi lại chút, phải mà chuyện sinh con đẻ cái thì tạm thời chậm lại chút, hiểu vậy nhé, hiểu vậy nhé. Vậy thì cho nó bắt đầu, trung tâm là ta hiểu là không phải một điểm, trung tâm là suốt một cái chiều dọc phát triển. Anh nằm ngay giữa mấy thằng khác, y tế khác anh sẵn vào đấy. Như là giữa cộng đồng thì mình nói rồi, và y tế nói chung là anh phải gắn với điều kiện kinh tế, ta không thoát ly được. Một đất nước còn nghèo thì không thể nào làm cái trạm y tế xã cho ngon lành, rồi bác sĩ gì dưới, rồi nhà thuốc ở dưới quê làm sao đủ, nếu tiền bạc không đủ nhiều gì lắm. Đây là cái định nghĩa. Thì định nghĩa này các bạn phải nhớ, để nhiên kỳ này đi trắc nghiệm thì cái cách nhớ nó khác là 6 cái. Thì tôi nói với các bạn dễ nhớ, cái đầu tiên là nói chung mình giáo dục sức khỏe. Cái thứ hai thì mình nói cách ngắn gọn là ăn sạch, uống sạch, môi trường sạch, sống sạch, nói chung là môi trường. Thứ ba là vấn đề bà mẹ trẻ em. Thứ tư là chủng ngừa. Thứ năm là điều trị những bệnh thiết yếu, tức là cái trạm y tế xã đó. Riêng cái số 6 là dược sĩ của mình, là thuốc thiết yếu, chúng ta sẽ có bài riêng. Như vậy, nói với các bạn đầu, các bạn phải nhớ cho tôi 6 cái. Thì trong đó 4 cái đầu tiên là nó, các bạn thấy không, giáo dục toàn người dân, môi trường sạch toàn người dân, chăm sóc sức khỏe toàn người dân, chủng ngừa toàn dân, không phân biệt giàu nghèo. Thì các bạn đem cái điều ra đó, đó là thể hiện tính công bằng, tính nhân văn của xã hội, của nền y tế. Nền y tế lo cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, và lo những cái gì cơ bản nhất để người ta sống cái đã, không chết cái đã, còn cái chuyện ăn no mặc đẹp thì chuyện nó lên cấp trên. Đó là công bằng, đó là công bằng. Còn cái chuyện mình giàu mình không chịu đi chích ngừa của y tế, chuyện nó vô mình. Mình giàu mình chạy lên bệnh viện phụ sản mình đẻ, chuyện đó chuyện của người giàu. Còn người nghèo trạm y xã phải lo cái chuyện đỡ đẻ cho nó an toàn. Lẽ nhiên những cái bệnh nặng quá chuyện lên trên họ nói, nhưng về đại số đông người ta đi làm đồng, người ta chảy máu thì đến nó băng bó được, người ta tiêu chảy thì nó được cảm xúc được, những cái gì nó số đông, đó là công bằng, đó là công bằng. Và khi chúng ta đã giải quyết tốt thì nó sẽ giảm được cái gánh nặng ùn tắc đi lên phía trên. Hiện nay chúng ta có cái điểm là người ta mất niềm tin đến cơ sở, nó mới đổ dồn lên trên cái khổ của mình là chỗ đó. Thì như vậy rõ ràng là chuyện đó nó gắn với điều kiện kinh tế xã hội. Tuyến dưới có bác sĩ tốt ở đâu, đó là mà tao nếu tao muốn cái được, ví dụ mình muốn cử đi học có ai đi đâu, có người đi rồi thi rớt, nữ rồi thi xong rồi có chồng Sài Gòn không về,
nếu sao đủ được đủ, mình phải hiểu cái đó. Nhiều khi mình đừng có gọi là thoát ly thực tế, nó gắn kinh tế xã hội. Như vậy chỗ này nếu hỏi công bằng chỗ nào thì các bạn đem cái chuyện ra để nói, tức là những nội dung này để giải quyết cái y tế cái chế quốc cho số đông, không phân biệt giàu nghèo, đó là công bằng. Còn cái chuyện ai khá thì là riêng chuyện đó tôi. Về số 7 thì chính sách này nó liên quan đến tất cả các lĩnh vực. Như vậy thì nhà nước chịu trách nhiệm về chính sách ban đầu, thì chính phủ chịu trách nhiệm thì mới ràng buộc được những cái cơ quan khác. Tôi xin lấy ví dụ, muốn xây trạm y tế xã thì với ông tài chính ông phải cho tiền chứ bộ y tế sao làm được. Muốn cán bộ y tế xã thì bộ đào tạo phải lo chứ, giáo dục lo chứ, mở trường mở lớp lo chứ, thuốc thiết yếu thì bộ y tế, nhưng mà trồng dược liệu thì lại đụng đến bên nông nghiệp, phải cho đất đai chứ, rồi mở nhà máy rồi phải cho bên bộ công nghiệp anh cho tôi mở nhà máy. Cho nên chứ nếu mà đầu chính phủ chịu trách nhiệm thì anh mới điều phối được tất cả cơ quan hòa quyền để lo chuyện đó, không riêng của bộ y tế nha. Xin lưu ý về tính chủ động thì thôi, chuyện đó thì thôi đương nhiên rồi, không để nhà nước lo tất cả. Và đối với quốc tế thì chuyện đầu tiên mình phải lo trước, rồi quốc tế mới giúp, chứ còn mà đợi quốc tế sao được. Rồi khi dịch bệnh xảy ra thì địa phương lo trước, rồi trung ương ta phải lo, thì cái ý nó vậy. Về vẫn là vấn đề bền vững, vấn đề nhân viên y tế, tức là chủ động nha, chủ động. Số 8 thì như tôi nói, chính phủ phải có trách nhiệm thực hiện cho ban đầu. Trách nhiệm là gì? Là thông qua chính sách, chiến lược, hành động. Và chính phủ trách nhiệm thì phải lôi kéo các bên liên quan vào trong cái chính sách, chiến lược, kế hoạch. Chính phủ không làm, bộ y tế không có làm nổi vậy. Số 9, tinh thần hợp tác. Thì chuyện này phải nói thẳng ra là những nước nghèo, mình lẽ nhiên dùng miền không nói rồi, nhưng không có tổ chức thế giới chết với dịch, ví dụ như bị sát chẳng hạn. Mới đây là bắt đầu mình đang có cái bị sát quay trở lại đây, rồi mấy cái bệnh gì đó teo não gì đó, là mấy cái nước phải nhờ thằng tổ chức thế giới và mấy cái điều đó nó nhờ mới được phát triển, chứ không phải nước nghèo chết. Đó mà dịch tả châu Phi rồi Ebola là phải nhờ lưới thế giới, bởi thế thì nó nhờ mấy thằng khá nó giúp, cho nên không có gì chết. Điều số 10, điều cuối cùng chỗ này á, có năm thì tôi cũng hỏi, nhưng mà hỏi thử các bạn có biết cách nói không, chứ thật ra điều số 10 tự nó đã thấy nó hiểu rồi, nhưng mà nói nó không có được. Ý muốn nói gì là anh muốn lo cho y tế tốt, lo sức khỏe người dân tốt, thì anh phải dành tiền, dành nguồn lực, nói chuyện nguồn lực đi, để lo cho sức khỏe. Còn nguồn lực đó, tôi nói ví dụ nhân lực lo đi lính, tài lực lo mua súng đạn, vật lực thì tài nguyên môi trường lo chiến tranh, chứ có lo cái đó thế đâu, thì lấy cái gì để mà lo. Cho nên cái câu này ý của nó là gì? Nói gì nói, muốn lo cho người dân thì chuyện là phải có hòa bình, không có chiến tranh. Như vậy nhưng mà tuyên bố thì kêu gọi vậy thôi, chứ nó quánh nhau hoài thì thế giới có làm được cái gì đâu. Mấy nước Việt Châu nó trụng tập, nó tranh giành, phải không à? Nó tranh giành thì thế giới kêu rồi thôi, chứ làm gì vậy? Nhưng muốn nhấn cái ý rằng là gì? Muốn lo cho sức khỏe người dân thì nguồn lực đó phải lo sức khỏe, lo kinh tế,
chứ lo chiến tranh thì lấy tiền đâu mà lo kinh tế đâu vậy. Vậy đi, lo hòa bình, lo chiến tranh. Đấy, như vậy thì Việt Nam mình là cái điều anh đang có hòa bình. Vậy thì anh lo sức khỏe thôi. Và anh hiểu được chiến tranh nó thảm khốc như thế nào và cũng lo như thế nào. Thì đây là lời kêu gọi của cái thế giới thôi nhé. Nhưng mà để mình thấy như vậy. Vì vậy đây là cái 10 điều. Điều số 10, nói gì nói, đất nước hòa bình là điều cần thiết. Điều số 5 là định nghĩa, số 7 là định nghĩa, cho các bạn lưu ý. Điều số 1 là vấn đề sức khỏe. Định nghĩa sức khỏe, quyền con người. Và mục tiêu thì tôi, các bạn lưu ý, lấy cái tiêu chuẩn gì để nói rằng tất cả người dân đủ sức khỏe? Lấy cái gì đó? Lấy là đo cái hữu ích, tức là đo cái sự lao động. Một cái xã hội mà toàn ăn bám không là không có nuôi gì á, cái bệnh tật dù như nghiện xì ke cũng là bệnh rồi. Anh không làm ra tiền, anh phá gia đình thì làm sao gọi là hữu ích? Hữu ích là giúp được gia đình, người ta mới nuôi anh. Thứ hai, anh làm ra tiền mới gọi là hữu ích. Như vậy có năm tôi mới hỏi, lấy tiêu chuẩn gì để nói rằng một đất nước hay là một địa phương anh hoàn thành cái chuyện đạt mục tiêu sức khỏe? Đạt mục tiêu sức khỏe anh lấy cái gì đó? Thì đo thông qua cái chỗ hữu ích. Mà hữu ích tức là anh không có bị bệnh mà trở thành một cái người không làm ra tiền, không cái người lao động giúp gia đình. Xin nhắc lại là lao động giúp gia đình để người khác đi làm ra tiền thì cũng gọi là hữu ích nha. Đây thì xin các bạn vui. Về câu hỏi là gì? Để giải quyết được sức khỏe toàn dân thì phải giải quyết cho nó quan trọng. Cho nên nó gọi là chìa khóa. Cho nó là dân thì phải cho quan trọng. Cho nó là gì thì người sáu cái dương đó. Tại sao gọi là công bằng? Là tại vì nó lo thiếu yếu, lo cho số đông, lo cho đại số đông người dân, không phân biệt giàu nghèo gì hết, cho nên công bằng. Và nó lo sức khỏe là tại vì đó là những điều cơ bản nhất. Các bạn là cái gì nè? Chủng ngừa cho tất cả đứa đích nè. Bà mẹ trẻ em trước khi sanh, rồi trong khi sanh, sau khi sanh là lo tốt. Đó mà. Rồi môi trường, rồi tiêm truyền thế này kia. Đó. Và để làm được chuyện đó thì cái người dược sĩ mình là cái điều số 6. Giống như người chiến tranh mà nói miệng không, không có súng làm gì. Giống như toàn bộ trợ y tế mà không có dược mình thì chỉ nói cho làm gì mấy gì. Cho nên cái điều số 6 là cái thuốc yếu, là giống như mình ra trận mới có súng đạn chứ nói miệng không sao được. Đấy, thì như vậy cái bài này tôi nhắc lại là các bạn hiểu giùm tôi cho sức khỏe. Hiểu giùm cái mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới. Hiểu giùm tại sao là chìa khóa. Tại sao là công bằng. Nội dung, đặc điểm của chăm sóc sức khỏe. Đấy, thì đó là điều tôi nhắc lại như vậy. Thế thì có năm tôi mới hỏi về. Là các bộ y tế ở một quyền học bài này rút ra điều gì? Đấy, ví dụ hỏi các bạn câu vậy. Không ở đây có điều gì? Tôi nhắc lại là tôi, các bạn bao giờ cũng trả lời những câu của tôi. Học để làm gì? Yeah. Học để làm gì chứ? Học để chơi chơi. Cái triết lý của tôi vậy. Học bài này để làm gì? Nếu các bạn làm cái bộ quản lý dược sĩ của nó đâu? Thì anh phải đẩy mặt cái lối quay ban đầu. Nếu anh là cái quyền thì anh phải lo cái ban đầu. Mà lo ban đầu là gì? Là lo vấn đề giáo dục sức khỏe cộng đồng, lo môi trường sống, lo bà mẹ trẻ em, lo vấn đề chủng ngừa, lo hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế xã và danh mục thứ yếu. Chúng ta sẽ học một cái bài tiếp theo. Đấy. Để nhá. Rồi. Các bạn nghỉ tại chỗ vài phút. Tôi nói cái bài thứ hai ngắn ngắn là được, mình nghĩ bây giờ mới có